Sáng nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2022. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dự. Chúc mừng 10 gương mặt trẻ tiêu biểu và 43 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân, đại diện cho hàng nghìn điển hình tiên tiến có mặt tại lễ tuyên dương. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, giành được vinh dự này đã khó, nhưng để giữ được vinh dự này thì còn khó hơn. Đây sẽ là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời quân ngũ, là động lực quan trọng để các bạn trẻ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, không ngừng hoàn thiện mình để trở thành cán bộ chiến sĩ quân đội tài đức, vừa hồng, vừa chuyên như Bác Hồ đã dạy.